cung cấp khí tài quân sự cho Nga trong xung đột ở Ukraine. Các chuyên gia nhiều nước phương Tây bày tỏ lo ngại rằng họ đang không ý thức cung cấp vũ khí và khí tài quân sự cho Nga trong cuộc xung đột Ukraine. Việc này diễn ra khi ngày càng nhiều phương tiện chiến đấu, kèm theo hệ thống vũ khí tiên tiến do Mỹ và đồng minh cung cấp cho chính quyền Kiev, đã rơi vào tay quân đội Nga trên chiến trường. Trong tuần vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tự mình kiểm tra chiếc xe chiến đấu bộ binh CV-90 của Thụy Điển, bị quân đội Nga thu giữ trên chiến trường Ukraine. Chiếc xe này thuộc loại tiên tiến nhất trong số các xe chiến đấu bộ binh của Ukraine và đã bị vô hiệu hóa bởi súng chống tăng APG-7, một loại vũ khí sử dụng từ những năm 1960. Quân đội Nga đã thu giữ chiếc xe bọc thép này sau khi kiếp lái rút lui. Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố rằng việc thu giữ chiếc CV-90 chỉ là một phần trong danh sách dài các xe bọc thép của quân đội Ukraine mà họ đã chiếm được trên chiến trường. Với năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng bị giới hạn và việc mất đi một phần lớn vũ khí thời Liên Xô trong cuộc xung đột, Ukraine đang ngày càng phụ thuộc vào việc cung cấp khí tài quân sự từ các nước NATO. Ban đầu, các nước NATO đã cung cấp cho Ukraine các thiết bị quân sự còn lại từ kho vũ khí của khối hiệp ước USO. Sau đó, phương Tây tiếp tục cung cấp xe bọc thép, hệ thống phòng không và pháo binh do Mỹ và châu Âu sản xuất. Tuy nhiên, nhiều trong số các loại vũ khí này đã rơi vào tay quân đội Nga. Những vũ khí phương Tây cung cấp rơi vào tay quân đội Nga chỉ trong vài tháng sau khi chúng được cung ứng cho Ukraine. Sự việc này đã gây ra nhiều tranh cãi và lo ngại về việc tăng cường khả năng quân sự của Nga trong khu vực. Vũ khí phương Tây rơi vào tay Nga trong xung đột ở Ukraine. Tháng 6 năm 2022, chính trị gia người Pháp Régis de Castelnau thông tin rằng hai khẩu pháo tự hành Caesar của Pháp cung cấp cho Kiev đã bị quân đội Nga bắt giữ. Công ty quốc phòng Uranvagonzavod của Nga xác nhận trên mạng xã hội rằng họ đã kiểm soát những khẩu pháo Caesar của Pháp. Cuộc chiến xung quanh vũ khí ở vùng xung đột Ukraine-Nga ngày càng leo thang. Lực lượng Nga đã bắt giữ nhiều vũ khí từ phương Tây kể từ khi Ukraine tiến hành chiến dịch phản công vào tháng 6 vừa qua. Sự sử dụng các loại vũ khí chống tăng như Javelin và tên lửa dẫn đường chống tăng NLAW từ lực lượng Ukraine đã trở nên phổ biến trong các khu vực xung đột. Một phóng viên quân sự cho hay, binh sĩ Nga thích sử dụng NLAW hơn Javelin, vì trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, NLAW hoạt động hiệu quả hơn. Chúng cũng đã chứng kiến một binh sĩ Nga sử dụng súng máy M2 Browning thu được từ Ukraine. Ukraine từng kỳ vọng cao vào các xe bọc thép từ phương Tây, như xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley để chọc thủng phòng tuyến Nga. Tuy nhiên, cuộc phản công không đạt được nhiều kết quả như kỳ vọng. Theo Moscow, khoảng 20-30% vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine đã bị phá hủy hoặc bị bắt giữ trong chiến dịch phản công của Kiev. Tháng 6 năm 2023, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội Nga đã kiểm soát một số xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley ở khu vực Zaporizhzhia. Một số xe còn nguyên vẹn động cơ, cho thấy kiếp lái đã bỏ rơi chúng để rút lui. Trong tháng 6 cũng có thông tin từ hãng RIA Novosti cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát một chiếc xe tăng bảo vệ bộ binh AMX-10AC của Ukraine.